Tất cả các bạn mình tên là Nguyễn Phi Yến, mình học trường tiểu học và trung học cơ sở Newton 5. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sản phẩm bắp kẹo. Cô thẳng lưng lên. Để phải vào là cờ xanh. Đó. Để cộng điểm mình sẽ chạm vào những cái kẹo. Nhân vật con lấy từ một bộ phim và âm thanh con lấy từ Scratch. Ừ. Trước tiên thì bạn cần hướng dẫn cách chơi của chương trình này nhé. Để bắt đầu chơi thì người chơi phải làm thế nào? Để bắt đầu chơi mình phải bấm vào lá cờ xanh và điều khiển bằng những mũi tên ạ. Ừ, để bạn nhấn vào và bạn điều khiển luôn nào. Rồi bây giờ bạn mô tả tính năng cộng điểm rồi trừ điểm và thua cuộc nào. Và mic lên. Con trình bày tiếp đi. Tham mở mic lên trình bày nào. Ừ, đang có em ở đấy nhá. Thì con có thể bảo em ra ngoài phòng khách để mình tập trung hơn nhé. Xin cô giáo xin nhờ em của bạn Phi Yến là yên lặng trật tự để cho bạn Phi Yến tập trung thuyết trình nhá. Tiếp tục được chưa? Bắt đầu chưa? Thế bây giờ cô sẽ cho trình bày lại nhé, bắt đầu lại từ bước số 1 nhé, để cho bài trình bày của mình được trôi chảy mạch lạc hơn. Ô, em vẫn ở trong lớp à? Em vẫn ở trong phòng à? Thế em phải giữ trật tự nhá, để cho chị Phi Yến nó trình bày bài của mình nhé chưa? Nào, Phi Yến mở mở mic lên cô xem là có tiếng ồn không? Trình bày lại từ bước 1 nhé, con ngồi thẳng lưng lên. Bây giờ này thấy mỗi cái phần chỏm tóc thôi, không thấy mặt đâu cả. Con tắt cam à? Mở cam lên. Bắt đầu lại nhá. Đấy, hôm nay thuyết trình rất là tốt rồi đấy. Nhưng mà thuyết nói lại từ đầu cho nó trôi chảy hơn. Bắt đầu nào, mở mic lên. Bắt đầu. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Phi Yến, mình học ở trường tiểu học và trung học cơ sở Newton 5. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sản phẩm bắp kẹo. Mình để chương trình bắt đầu, mình phải bấm vào lá cờ xanh để điều khiển được để điều khiển được nhân vật. Mình phải bấm vào những mũi tên. Nhân vật con lấy từ một bộ phim và âm thanh con lấy từ Scratch. Bạn có thể nhấn lá cờ xanh để chương trình được thực hiện nào.
Bây giờ bạn có thể giới thiệu về điểm số khi hứng được nhân vật nào thì điểm số sẽ tăng lên hoặc điểm số trừ đi. Mở mic lên nào. Nếu mà mình chạm vào nhân vật kẹo thì nó sẽ tăng điểm lên, còn nếu mà mình chạm vào nhân vật kẹo bẩn thì nó sẽ trừ điểm, còn nếu mà chạm vào kẹo độc thì mình sẽ thua. Nếu mà chạm vào kẹo độc thì sẽ thua. Thế chơi thì khi nào thì có màn hình thắng cuộc xuất hiện? Đến bao nhiêu điểm thì thắng cuộc nhỉ? Bạn có thể quay lại phần lập trình để kiểm tra lại số điểm nào. Đấy, điểm số bao nhiêu kia, lớn hơn mấy? Lớn hơn 9 ạ. Rồi lớn hơn 9 thì mình có thể là bắt đầu từ 10 thì là sẽ thắng cuộc đúng không? Thế khi Màn thắng cuộc thì màn hình có xuất hiện cái gì không nhỉ? hình sẽ xuất hiện báo hoa. Ừ. Thế bạn có thể giới thiệu về cái cách thức hoạt động của pháo hoa như nào không? Pháo hoa thì nó sẽ làm như thế nào để nổ được nhỉ? Làm thế nào để pháo hoa nổ? Sử dụng khố lệnh gì nhỉ? Khối lại sẽ nhận thắng cuộc hiện liên tục trong các cuộc kế tiếp khi bấm vào lá cờ sang tầm lại. Khố lệnh chuyển trang phục kế tiếp đúng không? Đây. Thế cái khố lệnh khi nhấn vào lá cờ xanh ẩn đi thì nó có tính, đấy là thể hiện tính năng gì nhỉ? Này. Tính năng gì, tại sao lại ẩn đi? Là gì? Khi bắt đầu chương trình thì là pháo hoa sẽ phải ẩn đi đúng không? Đến khi nó nhận thông báo thắng cuộc thì nó mới xuất hiện đúng không? Thế con có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái nhân vật mà con sử dụng trong chương trình nè. À, con có ý tưởng từ đâu nhỉ? Nhân vật, ừ, nhân vật kia kìa. Nhân vật với phông nền này là ý tưởng ở đâu? Nhân vật con lấy từ một bộ phim. Phim có tên là gì? Nhớ tên không? Ừ. Cái nhân vật và phông nền thì bạn dựa trên ý tưởng từ một bộ phim. Thế nhưng mà làm thế nào để bạn có thể lấy được hình ảnh đấy và bạn đưa lên Squat? Bạn sử dụng thao tác gì nhỉ? Bạn lấy hình ảnh nhân vật đó ở đâu? Ở trên Internet hay ở trong Sprite hay ở đâu nhỉ? Con lấy từ Internet ạ. À, từ Internet, sau đó làm thế nào để đưa lên Sprite? Làm thế nào? Sử dụng tính năng thêm nhân vật đúng không? Để mình upload đưa nhân vật lên thư viện, à, đưa nhân vật lên dự án Sprite đúng không? Đúng không? Rồi thì trong quá trình làm bài thì bạn có gặp khó khăn gì không?
Con gặp khó khăn là khi mà thu cuộc cái nào nó chương trình nó vẫn không dừng lại. Ừ, khi thua cuộc thì chương trình vẫn không dừng lại được. Rồi, thế ở trong tất cả các tính năng của dự án này thì bạn thích nhất là tính năng nào? Năng của nhân vật nào? Nhân vật khóc ạ. Ừ, nhân vật đứng khóc đúng không? Bạn có thể nhấn vào nhân vật đứng khóc được không? Nó có bao nhiêu trang phục nhỉ? Nó có 6 trang phục Có trang phục khóc à? Thế làm thế nào để tạo được hiệu ứng nhân vật khóc nhỉ? Sử dụng khố lệnh nào? Sử dụng khố lệnh chuyển trang phục đúng không? rồi. Ừ. Bạn có muốn chia sẻ điều gì nữa không? Dạ không ạ. Ừ, thế là thực hiện bước cuối như nào nhỉ? Cảm ơn vì đã lắng nghe. Các bạn hãy góp ý cho mình. Ừ rồi, cảm ơn Phi Yến đã hoàn thành trình bày bài trình bày của mình. Cô mời các bạn góp ý nào. Gia Minh lúc nãy có vấn đề gì mà cô thấy giơ tay 2 lần đó? Gia Minh muốn nhận xét gì à? Bà Châu xin đi vệ sinh à? Thế con đi đi. À, Gia Minh lúc nãy có giơ tay gì đấy? Bạn là em có lịch ạ. Ừ, em còn nghỉ cả. Nào cô mời các bạn góp ý nào, Tuấn Minh có nhận xét gì cho bài của bạn Phi Yến nào? Tuấn Minh. Tuy các bạn không nghe à? Mình phải nghe để mình có thể, nếu mà bạn làm tốt thì mình có thể góp ý, mình học hỏi cái cách trình bày của bạn. Hoặc là bạn chưa làm chưa tốt thì mình đưa ra lời nhận xét góp ý để bạn được cải thiện hơn, để lần sau mình không mắc cái lỗi đó nữa. Chúng ta phải lắng nghe thì mình mới rút được kinh nghiệm cho mình chứ. Gia Minh nhận xét nào. Bài của Phi Yến này, bạn trình bày tốt chưa? Có cần cải thiện điều gì không? Và cái dự án của bạn thì có sáng tạo chưa? Có đầy đủ các tính năng cô hướng dẫn không? Rồi ạ. Thế bây giờ cô hỏi để xem có chắc chắn Gia Minh ngồi nghe không nhá. Cái nhân vật này là bạn lấy ý tưởng ở đâu? Lấy ý tưởng ở trên internet ạ. Trên internet đó, không đúng. Ý tưởng là ở trong một cái gì đó. Một bộ phim hay là một câu chuyện hay là một Ở một bộ phim ạ. đúng rồi, một bộ phim. Em không chú ý nhá. Cô nhận xét bài của Phi Yến nhá. Thì lần này thì thiết bị đã tốt hơn rồi nhưng mà cái camera vẫn chưa ổn lắm đâu. Khi nói thì con vẫn ở cái camera nó chỉ quay được cái phần phía trên khuôn mặt của con thôi chứ nó không quay được toàn bộ khuôn mặt. Thế và cái phần trình bày thì là cô không biết là ở nhà con đã tập chưa nhưng mà vẫn chưa được tự tin lắm đâu, chưa nhớ được các bước cho nên là cô phải đặt câu hỏi để gợi ý thêm. Thế và cái chương trình này thì cũng có một số tính năng là giải thích là chưa được trôi chảy cho lắm. Thế con về con cần xem lại kỹ hơn các khố lệnh nhá. Sau đó mình có thể thuyết trình lại để cái video của mình tốt hơn. Hiện tại cô vẫn tạm thời cô lấy cái bài trình bày này nhưng về nhà con có thể tự quay video khác để mình có thể thực hiện tốt hơn nhá. Mình có thể nhờ phụ huynh để quay lại một cái video khác sau đó gửi cho cô cũng được nhá. Ở con dự án lần sau thì Phi Yến nên tập chuẩn bị được kỹ hơn, mình tập luyện trước ở nhà đi để ghi nhớ được những cái nội dung mà mình cần trình bày và mô triển khai được theo các bước thì nó sẽ ổn hơn. Chứ hôm nay là phần lớn là cô đều phải đặt câu hỏi hướng dẫn nhá. Và cô có một lời khen là cái dự án của con ấy thì cũng có sự sáng tạo rồi đây này, đầy đủ các tính năng. Sáng tạo ở đây là bạn dựa trên ý tưởng một bộ phim thì bạn có lấy được nhân vật và lấy phông nền ở trên internet, cái này cũng rất là tốt này. Đó, thì còn cái nhân vật kẹo này cũng là lấy ở internet đúng không? Rồi cái ý tưởng sáng tạo là tốt rồi. Thế còn cái phần thuyết trình là mình cần lưu ý hơn.